Xin chào Pì Nọng, mời Pì Nọng xài tỏn trồng chương trình tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình bằng tiếng Tây Nùng Văn Nẩy, mì bại nội dung chính lăng. Bại tỏng cóp của đoàn thể giang hết nông thôn mới. Khai quán chương trình, mời Pì Nọng xài trồng phấn tin đảng khảo rim trang bại văn ngám quá. Văn nhì rip ram bươn nhì. Thường trực tỉnh ủy Bắc Cạn khai hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy bày tả sam ríp rí. Khe tỉnh báo cáo, mưa phòng chống dịch bình COVID ríp cầu rú trang tỉnh. Bàn và ao ý kiến, tói 6 sổ công việc cần diếu. Đề xuất giải pháp khe hết đây hơn, mưa phòng chống bình COVID ríp cầu trang rỉ tó nả. Ao ý kiến, 6 chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản hết của cái xây dựng thông thường. Ngòi mưa hết đề án, chứa ngòi khoáng sản kim loại, vận chuyển, quá cân điện tử và camera giám sát. Bổ sung cụm công nghiệp Quảng Chu 1, khảo quy hoạch và đầu tư dự án hết hạ tầng cụm công nghiệp, định hướng quy hoạch và phương án khai búng công nghiệp Thanh Bình giai đoạn tái ết. Danh mục dự án liên kết trang đâm chay khai của cái Pi Song Xiên Nhị Ríp Nhì, nem nghị quyết sổ tái pét. Văn ríp chết bươn chết Pi Song Xiên Ríp Cầu của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mưa quy hoạch lòi chính sách hưa chói hết nông nghiệp, hết kinh tế tập thể, hợp tác xã rú tỉ phương. Thuông kỷ niệm hốc ríp chết Pi Văn Thầy Thuốc Việt Nam, văn nhí chết bươn nhí Pi Ết Xiên Cầu Bác Hà Ríp Hà, văn nhí chết bươn nhí Pi Song Xiên Nhí Ríp Nhì. Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Cạn đẩy đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tải tàu, đã hết việc 6 ngành y tế Bắc Cạn, xe sam dương. Ngòi mưa phòng chống dịch bình COVID ríp cầu của ngành y tế rỉ đã quá. Chỉ đạo giải quyết bại khó khăn cả cạn của ngành trang rỉ tó nả. Thuông kỷ niệm hốc ríp chất Pi Văn Thầy Thuốc Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc bại công chức, viên chức. Cần hết việc của ngành y tế Bắc Cạn mạnh lèng, đoàn kết khe hết đây mửa phòng chống dịch bình và chăm chướng sức lèng hử Pì Nọng, rú trang tỉnh. Văn nhì sĩ bươn nhì, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn khai hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản Hua Pi Song Xiên Nhì Ríp Nhì và sổ công việc liên quan. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phối Lọ, mưa chướng dùng chèn đầu tư công, lè chăn cẩn diếu, khe hết kinh tế xã hội. Nhọc bèn bại sở ngành, bại tỷ phuông, liều chi dùng hử đây. Trang tỷ hết đây mưa đầu tư, phê duyệt dự án, lược chọn bại nhà thầu mì đo chèn bổn trách nhiệm, cáp hạp hết đây mưa giải phóng mặt bằng. Đồng chí đề nghị bại sở ngành tiếp tục tham mưu, đề xuất khe lập rì kẻ nhủng bại khó khăn, nem kiến nghị của chầu đầu tư. Trang bại văn sở này, sổ cần bình F0 rú trang tỉnh, càng văn càng lai khẩn. Nhòng bẹn chủ trương, hử cần bình COVID híp cầu nở, táng đẩy ra ruốc rú lườn, lè chăn cạ ngám. Mưa ra ruốc chăm chướng cần bình COVID híp cầu, nắm mì triệu chứng, vạ nở rú lườn. Lè chăn ngám 6 tình hình bện cả này. Gì giảm tải hử bại cơ sở y tế, bại búng cách ly rú tỉ phuông, gì tròi cần bình nở, táng đẩy cách ly, ra ruốc rú lườn đẩy ngài. Phiến nắm xe bình bài pét quá lai cần. Nèm thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Cạn, tứ văn nhì pét bươn ết thân văn nhì ết bươn nhì. Phạ Phân, dân đảng hưng văn, đã hết thử sở pét ríp tu mò vải trang tàng tỉnh Mèn Thai, lai nhất là rú huyện Nà Rì, lăng tỷ lệ bại huyện Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Bắc Nậm. Sảng tỷ phạ dân đảng cùng hết thử hả hecta nà trả của Pì Nọng Mèn Thai, nắm pền. Tỉnh óc mò vải và bại thỉnh co nằm Mèn Thai, nhỏng điên phạ hết óc khẩn thông tỉnh song tỷ song bác triệu mân. Đài khí tượng Thủy Văn Bắc Cạn khuyến cáo, bừa phạ dân đảng lai, Pì Nọng leo ngòi, hết đây mượt tảng làn dân đảng, dân giác hử xá tu cú liệt, già làng cọc hử mắn, mì đo nhủ nhả và hử mò vài kinh thêm bưa bắp, nạm chảo, nạm cưa uốn, xe tu cúa mì đo lèng,
Chổng Tó Dân Đảng. Thưa Pì Nọng, bại Pi Quá Mà, mưa hết khít cầu tiêu chí trang chương trình mục tiêu quốc gia hết nông thôn mới rú tỉnh Bắc Cạn. Đạ mì lai tỏng cóp của bại tổ chức hội đoàn thể, bạn lai thỉnh lai dường táng căn, bẹn tỏng cóp bạn chèn của vạn công, xài can quét tọn tí kiên rú thơ đây, chướng mắn an ninh trật tự. Thuần thảy bại việc hết nảy, đạ đẩy bại đoàn viên của bại tổ chức hội đoàn thể nảo niệt hết, xe ao tờ sổng rú búng kha bản, vạn càng bây khẩn ím đo, ổn tình. Đại chuẩn nông thôn mới tứ Pi Răng Xiên xếp cầu, xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, vận hết đẩy, trắng mắn bại tiêu chí đã hết đẩy, và tải nài đẩy chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trang sổ xếp cầu tiêu chí, môi trường và ổn tình của Kinh lệ bại tiêu chí khỏ hết đẩy và cùng khỏ trắng mắn. Chính quyền xã đã son cả Pì Nọng, trang tí mì bại hội đoàn thể vận thanh niên phụ nữ, nông dân, xài căn lồng lèng xe chướng trực môi trường, khảo sim liệng thua cúa và chướng trực sâu đây, ổn tình an ninh trật tự rú tì phuông. Quá tì, bại tiêu chí đã hết đẩy của xã, đẩy trắng mắn, quá lai pi. Mưa son cả, sáng cả, thân bài bản con, cung bền bài chi hội. Pì Nọng xương si đã hết đây. Pì Nọng và bài chi hội say chắc đẩy bài giường son cả và hết nem chương trình nông thôn mới, rú xã Dương Quang, cùng máu hùng ngài tăng hết bài chương trình hết lề tối sáu vệ sinh môi trường tối sáu xạ có này vừa sang mi chương trình nông thôn mới Pì Nọng nhăng tiêu vít nhằm nhác rú thuấn mỏi tì tỏ lăng vừa hết nem chương trình nông thôn mới lề mưa hết việc này rú trang xạ thân cả nay bài tăng xóm bản say đẩy quét tòn sơ đây đến nay thì các cái đường làng ngõ xóm thì đều quang sạch sẽ. Xe bại hội đoàn thể hết đẩy bại việc của lầu, tỉnh Bắc Cạn đã khảo sim son cả mở cuộc vận động, tăng sơn đoàn kết hết nông thôn mới, đô thị văn minh, khảo sim hết đây phong trào thi đua, Bắc Cạn xài căn hết nông thôn mới. Trang tỉnh ship Pi Quá Mà, hội viên nông dân rú trang tỉnh đã tổng cóp đẩy sở ship tỉ mân, tỉnh Hốc Bác Xiên vằn công hết việc, xe hết bại công trình cẩn xíu rú tỉ phuông. Đoàn thanh niên đã lọng liệt, đẩy tỉnh ship ép xiên song bác công trình phấn việc. Tài trá tỉnh cầu tỉ mân, hết ép bác linh hạ kha tàng thanh niên táng quản, bỏng tàng kheo sơ đây, hết xăm xếp công trình tẻm lùng tàng quê, lắp bóng đén chỏi lùng rú bại kha tàng. Hội phụ nữ hết đây nềm cuộc vận động, hết hử trang lườn, hả bấu xăm sơ, hết bỏng tàng phụ nữ táng chướng trực. Ngắm quá, tổng cóp của mặt trận Tổ quốc, bài đoàn thể trang son cả Pì Nọng, đã mê đẩy bài giường đếp nhạc. Mái bền, tối sáu bài giường cần leo hết, lè nhăng chân lái giường cần phối thân. Ít lè son cả Pì Nọng, trang suy nghĩ, trang việc hết. Truyền quá, bền bài cần văn minh, dù búng kha bản. Lè tổ chức mì lai hội viên, chám phấn lai dù búng kha bản. Mưa hết đây bài việc của bại hội đoàn thể, sẽ chói hử bại việc hết đây và chướng mắn bại tiêu chí nông thôn mới rú trang tỉnh Bắc Cạn đẩy hết đây hơn. Rú huyện Nà Rì tỉnh Bắc Cạn, xã Côn Minh cả này hết đẩy xếp sam tỉnh xếp cầu tiêu chí, nhằng hốc tiêu chí đã đẩy huyện ao chèn mà hết. Tẩm tứ hô pi, chắc đẩy bại dương cẩn diếu của chương trình, từ cấp ủy chính quyền tí phuông và Pì Nọng, đã xài căn lồng lèng, hết bại tiêu chí, sằng hết đẩy. Xã Cường Lợi, hết đẩy xếp hốc tỉnh xếp cầu tiêu chí. Nhằng xam tiêu chí, lè tàng bay tiểu và trường son đang hết. Tiêu chí thu nhập cùng đang hết bại mô hình, hết kinh. Tài nài thân vừa ngòi bại tiêu chí, lè đẩy xếp cầu, tỉnh xếp cầu tiêu chí. Son cả hết kế hoạch, tứng tiêu chí, lộ trình sẽ hết. Tướng sĩ, ban công phụ trách trang ban chỉ đạo, thành viên, mọi cân phụ trách việc nâng, lăng tỷ ban công lòng liệt xe hết, tăng hệ thống chính trị và thuần thấy Pì Nọng say căn hết,
náo nhiệt hứa tròi xét nem bài việc của chương trình nông thôn mới. Thân cả này, chương trình hết nông thôn mới rú huyện Nà Rì, tỉnh cả hết đầy song bác lình xí tiêu chí, xuân phiên xã nâng, hết đầy xếp nhì tỉnh chất xếp hạ tiêu chí, trang tì mì xã nâng hết đầy xếp cầu tiêu chí, xã nâng hết đầy tứ xếp hạ thân xếp bét tiêu chí, xếp xam xã hết đầy xếp thân xếp lý tiêu chí, và nhằng xã nâng hết đầy tờ xếp tiêu chí, lè xã kim hỷ. Trang pi tăng huyện đã lộng liệt, đầy xếp tỷ chết bác triệu mân, sẽ hết chương trình nông thôn mới. Tối sau cấp xã, bon khỏi sáng cả trao hử tướng bản con, tướng lĩnh vực và ban công hử ủy viên ban chấp hành phụ trách tướng lĩnh vực, tướng bản con, sẽ son cả lòng liệt và hứa trò bị nòng, hết bài tiêu chí và kế hoạch đã đẩy trao. Hết nèm xim xầy, nhà nước và bị nọng xảy hết. Sảng bại hưa tròi cuối nhà nước, bại tỷ phuông cũng đang son cả lọng liệt bị nọng, hết bại tiêu chí của chương trình nông thôn mới. Khảo xim tài sung tới sổng, hử bị nọng rú tỷ phuông. Quá này, hết hử bại bản con rú huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Cạn, vằn càng tối mới. Cả này, bại dương cẩn diếu xe hết mưa văn hóa rú huyện Nà Rì, tỉnh Bắc Cạn, nhàng xỉu vạ sàng lầng căn, nhòng vẹn, sàng đài dùng vạ hết đây. Quá tì, xe hết đây bại tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa rú tỷ phuông. Huyện Nà Rì đang tẩy nài hết bại thiết chế văn hóa, chảo dương đây dương ngài sẽ eo tới sổng của bì nọng vằn càng, bây khẩn. Hết nèm xim xảy, nhà nước và bì nọng xảy hết. Vì nọng rú bản lại xạ Côn Minh đã tổng có phấn chèn nâng xe hết lườn văn hóa. Quá bại bài họp, bản đã ép xim ban chèn hử tứng lườn tổng cóp. Cùng bèn bản lại lườn vì nọng đai rú xạ Côn Minh cũng đã xảy căn tổng cóp văn công chèn cúa xe hết lườn văn hóa và bại giường cẩn diếu đai. Bèn sân thể thao, tì lìn liều hử lan en, xe hết đẩy tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trang hết nèm chương trình nông thôn mới của xã. Năm vừa qua thì cũng được sự... Pi ngám quá, đại dương khảo xim của bại cấp, ết lè cấp huyện, chèn bốn đầu tư công giai đoạn tàu đú, lè cấp huyện đã hứa tròi hứ số chèn bốn, xe hết cơ sở vật chất văn hóa, hết mớ song lườn văn hóa, tròi tèo xí lườn văn hóa, xe đẩy chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Xã cùng hết dự toán và hết nèm nghị quyết của huyện, lè đối ứng, hạ xếp, mái bèn, hết nèm tổng cóp văn công đối ứng, cùng bèn tổng cóp bại dương, lè bì nọng, hết, chăn cả đây. Chăn mà hử hăn, nắm mì điên vạ xỉu chèn, lè cốc co chính tải thân khỏ hết nèm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, rú bại tỷ phuông. Tam trang pi song xiên nhì xếp ết, huyện Nà Rì ao óc ết tỷ sam bác triệu mân, xe hết lườn văn hóa rú bại tỷ phuông. Bại lườn khai dự buôn bản của cái, và khuôn liện tua của rú tỷ phuông, lè bại lườn mì rau hí, hết sẩm xá óc nọc. Nhọng bèn mưa son cả sáng cả bì nọng quét tọn sơ đây, bại tỷ phuông cùng cẩn lèo ngòi, và xử lý bại lườn này. Hại cả men xá phạm, ết lè bại cần tiêu viết nhằm nhác và hử sẩm xá lây óc nọc. Tối sáu bại lườn khuôn liện cái pét màu vài, lè son cả bì nọng hết làng cọc rú quay lườn, liện tua cúa nèm ổn tình sinh học, dùng đệm lót sinh học, hết hầm bioga, xe nắm thử bại thình nặm sẩm tua cúa lây óc nọc. Tối sáu bại lườn khai dự buôn bản của cái, cùng cần đầy son cả và ngòi đây, cần hơi xá phạm, lè phạt nghiêm, nèm đúng quy định. Nèm thống kê của huyện, cả này mì tỉnh cầu xếp ết phấn bác bại lườn khai dự buôn bản của cái, liện tua cúa liện pia, hết bại làng nghề, xài ổn tình nèm đúng quy định, mưa chướng trực môi trường. Vạ tỉnh hà xếp hảo phấn bác sổ lườn khuôn liện tua cúa, mì làng cọc, xài ổn tình sơ đây, chướng trực môi trường.
Thuấn thấy bài chất thải khen và bài thinh của cái vàng tà bay lè bóng khỏi say ao mưa nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Pí này, nhòn bình là cô viên thiếp cậu, nhòn bình bóng khỏi đang tổn xe. Bữa hơn lèo dịch lè ao chất thải khen mưa nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, lừa cả ao óc nọc xuất hóa xe sấy và dùng. Trang sỉ đạ quá, huyện Nà Rì đạ khảo xim son cả sáng cả pì nọng, hết đây mở chướng trực tí kiên tí rú sơ đây, ết lè son cả mở tối mớ suy nghĩ việc hết, chướng trực môi trường, tứ bại việc hết en ăn vằn. Chăn mà khử hăn, su thom và bông chiết nhằm nhác rú bại xạ, cùng mì bại giường đây hơn cón chăn lai. Mưa nằm mại kheo, chướng trực quét tọn, tàng bản còn, hết nèm tới sổng văn hóa. Cùng đài bại búng dân cư, bại bản còn hết đây. Cỏ phấn hết hử tí kiên tí rú tàng pây tèo kheo sơ đây, ổn tình. Ủy ban nhân dân bại xã, cung cấp 6 bại tổ chức chính trị xã hội, bại bản còn hết nềm hương ước, trắng mắn vệ sinh. Hương ước này, đài táp lọ láng, rú bại búng, mì lai cần, pây tèo. Son cả sáng cả pì nòng, hết lo bông chít nem nhóm lươn lừa bài lươn. Tối sáu bài lươn rú sáng căn, lè hết say căn lo nâng. Nhăng bài lươn táng rú, lè táng hết lo. Mái cả nhằng chập lai khó khăn, tòa bại xạ rú huyện Nà Rì đang tứng giám hết đây tiêu chí môi trường. Quá son cả lọng liệt pì nọng, hết đây mửa chứng trực môi trường. Hết bài lò bông chít nhằm nhác en. Chướng trực tì kim tì rú sau đây, rú bại bản còn búng sung của huyện. Văn đâm
bằng đầy sớm tha văn khẩn nam ơ. Chấp căn nọ là khẩu đông xa mời.
coi là cần lục bẻ xiêm cầm bay xa phè của ăn tính tàu một luồng trắng ao hở mà chay ký văn liền khẩn ngay khéo on sam bươn táng phong béo bần ăn khoén dùng xoàng bền ăn mẹ sướng ngơ tiếng đàn tính vằn vằn tỏa bay mọi tì tiếng tính tàu xếp nhì lai đã âu mà lai giường nọ ngắm chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. So chào và hẹn chập tèo pì nọ, khảo bại chương trình, bài lăng.